trắng, không thể thấy đường mổ luôn đúng không? Đường mổ đẹp, không có không có thấy, không thể lầy sẹo luôn đúng không? Không thể lầy sẹo, không có nhăn, không đúng có gì. Rồi rất là hoàn hảo hoạt phải không? Xin chào quý vị khách hàng của bệnh viện GW. Bệnh viện GW rất là vui mừng đón mừng chị nữ khách hàng quay trở lại sau 7 tháng phẫu thuật Midface, là một trong ba phương pháp cải lão gương mặt 3M Midface, cải lão gương mặt tầng mặt giữa. Thì trước khi chúng ta trò chuyện với khách hàng này sau 7 tháng thì bác sĩ sẽ phân tích lại một vài đặc điểm lão hóa trên gương mặt của vị nữ khách hàng của chúng ta ha. Đây các bạn nhìn nè, đây là hình ảnh 7 tháng trước, đúng 7 tháng trước các bạn. Đây là hình ảnh trước phẫu thuật của nữ khách hàng của chúng ta ha. Nè, đầu tiên về phân tích vấn đề mí mí trên ha, da dư chạy xệ nhiều, sụp mí trên nhiều ha. Rồi nếp mí dưới mình cũng da dư chạy xệ, đặc biệt là cái cơ gò má hai bên thì thấy không? Đó, nó có phóng kỹ hơn đó. Đây, hai cái cơ gò má hai bên chạy xệ nhiều ha. Tạo cảm giác cái rắn râu rồng đó, hay còn gọi từ chuyên môn là nếp mũi má hằn sâu. Thì ở dịch vụ 2 trên vùng mắt này ha, đầu tiên cái nếp mí trên thì bác sĩ tư vấn cho chị là lấy mỡ da thừa mí trên hoặc là treo cung mày. Hai phương pháp này chúng ta đều có mục đích là để làm lộ nếp mí ra. Đó, nhưng mà chị thì chưa thực hiện, chị thực hiện cái vùng màu mí dưới thôi. Thì mí dưới của mình đó thì mình bác sĩ tư vấn cho chị là làm dịch vụ là Midface 301, có nghĩa là chúng ta sẽ mổ lần mí dưới này đó, bóc tách xuống đó, lấy mỡ da thừa hai cái bọc mỡ đi và kéo cái cơ gò má lên, thì chúng ta giao lưu lại một lần nữa với những khách hàng này ha. Bác chào chị, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình đang sống sinh hoạt làm việc ở đâu ha. Tôi đang sống ở Thạnh Hóa, Long An. Thì hôm nay chị đi tái khám với có người nhà đi theo chị không hay là con gái đi con theo. Gái đang ngồi dưới hả? Đang ngồi thì sau 7 tháng mình làm dịch vụ Midface thì người thân và trong gia đình mình có nhận xét gì về cái gương mặt mới hiện tại bây giờ của mình không? Nói cải thiện cũng nhiều lắm. Mí mắt dưới này giờ hết bọng mắt rồi. Cải thiện tốt. Đúng rồi. Có ai khen không? Ai khen nhiều không? Con gái khen. Cái khen ha. Rồi mấy bà hàng xóm nhà làm sao đi chơi, mấy bà có khen không? Cũng có. Có hỏi tại sao dạo này trông chị khác quá không? Nói đi lên đây làm nè. Rồi ha, các bạn nhìn thấy ha, đây là gương mặt sau 7 tháng phẫu thuật dịch vụ Midface ha. Đây, các bạn nhìn thấy, nhìn chụp diện nè. Đầu tiên á, vấn đề cái bọng mỡ hai bên này đã hoàn toàn mất rồi, không còn cái bọng mỡ này nữa thấy không? Và hai cơ của má đẩy lên cao ha, không còn một cái gì nữa ha. Đó, không còn cái rắn râu rồng nữa, đó, chị nhìn đây, thẳng thẳng lên nè. Nhìn thẳng chị, đó đúng rồi, đó. Và cái điểm mời thứ ba rất quan trọng là cái đường mổ. Các bạn nhìn thấy, hầu như không thấy sẹo, không thấy đường mổ luôn, rất là mờ ha, không ai thấy cái đường mổ, rất là đẹp, thấy không? Trắng, không thể thấy đường mổ luôn đúng không? Đường mổ đẹp, không có thấy, không thể lầy sẹo luôn đúng không? Không thể lầy sẹo, không có nhăn, không đúng có rồi, rất là hoàn hảo ha, thấy không? Một điểm 10 xuất sắc ha, sau 7 tháng phẫu thuật ha. Đó, đây, hai bọng mỡ lớn thấy không? Hai bên nè, giờ là không còn nữa không? Rồi mình chỉ cười đi, chỉ cười rộng miệng, đó, thấy không? Đó, rất là tốt, không còn nhằn, không còn gì hết. Cả thì rất là nhiều. Mình sẽ hỏi lại cái trải nghiệm của nữ khách hàng của chúng ta ha. Trong quá trình mổ khoảng 7 tháng trước thì mình có đau nhiều không chị? Mổ chích thuốc không có đau gì. Không có đau gì. Bình thường chứ không có đau. Hoàn toàn không đau đúng không? Không đau. Người thật việc thật ha. Cảm ơn chị nữ khách hàng ha, rất dễ thương, không ngại đường xa từ Long An chạy lên đây ha, để là show cái vẻ đẹp của mình sau 7 tháng ha. Rồi một đứa xin cảm ơn chị và cảm ơn các vị khách hàng đã quan tâm theo dõi trong buổi cuối tuần hôm nay. Xin kính chúc các bạn một buổi cuối tuần thật là vui vẻ ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.